Vâng, đây là trục đường Lụy Ban Bích, một trục đường chính rất sôi động của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ Lụy Ban Bích có lẽ là tên của một nhân vật lịch sử nào đó được lấy để đặt tên cho con đường này. Tuy nhiên, có lẽ trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trên của các bạn. Tên con đường này chính là tên Lũy Cổ Ban Bích do Nguyễn Cửu Đàm xây dựng vào năm 1772 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Thuần để bảo vệ gia định trước sự tấn công của quân Xiêm La. Nguyễn Cửu Đàm, một danh tướng và cũng là doanh điền thời chúa Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông là con trai thứ 5 của chánh thống Khai Cơ Nguyễn Cửu Vân. Thời chúa Nguyễn Phúc Thuần, ông làm võ quan với hàm hữu quân phó tiết chế, tước Đàm Ưng Hầu, Thái Lan dưới sự trị vì của Thạc Xỉn của triều đại Thonburi. Sau khi chiếm Chân Lạp, tháng 10 năm 1771, vua Xiêm La đem 20.000 quân thủy bộ kéo sang vây đánh Hà Tiên. Quan tổng binh Mạc Thiên Tứ không giữ được, phải rút chạy. Trước tình hình đó, vào năm 1772, chúa Nguyễn Phúc Thuần sai cơ trưởng Nguyễn Cửu Đàm làm khâm sai thống suất, đốc chiến và cai bộ dinh Quảng Nam Trần Phước Thành làm than tán, đem 10.000 quân thủy bộ và 30 chiến thuyền đi đánh quân xâm lấn. Quân Xiêm nhanh chóng bị đánh bại khỏi Hà Tiên. Thừa thắng, Cửu Đàm đưa quân theo đường Tiền Giang, phối hợp với các cánh quân khác, tiến nóng giữ thành Châu Đốc, rồi lên Nam Vang, đánh đuổi quân Xiêm La, giúp vua Chân Lạp Nặc Tôn trở về nước. Sau cuộc tiến binh thắng lợi, Nguyễn Cửu Đàm cho rút quân về Gia Định, giúp chúa Nguyễn củng cố các thành lũy, đặt các quan cai cơ, ký lục, trông coi việc trấn giữ. Trong năm 1772, đề phòng sự tấn công trở lại của quân Xiêm, Cửu Đàm cho xây dựng Lụy Ban Bích dài hơn 8,5 km ở địa giới hai huyện Bình Dương và Tân Long của đất Gia Định xưa. Nay là quận 11, quận 10 và quận 3 bao quanh Đồn Dinh. Lũy nối hai đầu rạch Bến Nghé và Thị Nghè xuống đến Cầu Bông và tạo một vòng cung bao quanh Sài Gòn như hòn đảo rộng khoảng 50 km². Vì lũy có hình dáng như nửa bức tường nên có tên gọi là Lụy Ban Bích. Sử nhà Nguyễn mô tả Lũy Cổ Ban Bích ở địa giới hai huyện Bình Dương và Tân Long dài 866 trượng, hình dáng như nửa bức tường. Lại có lũy đất dài 1.323 trượng, đốc chiến tiền triều là Nguyễn Cửu Đàm đắp nên cũng vẫn còn. Tên gọi Ban Bích là vì lũy có hình dáng như nửa bức tường. Lũy Ban Bích đã tạo cho Sài Gòn sự biệt lập như một hòn đảo với ba mặt sông, một thể thống nhất về địa lý, kinh tế, xã hội và bố phòng. Trong thực tế, quân Xiêm đã xâm phạm bờ cõi phía Nam nhiều lần, song đều bị quân Việt đánh tan trước khi tới cửa ngõ thành phố. Theo quan niệm của Pháp và vua Gia Long, năm 1790 là năm khai sinh ra thành phố Sài Gòn, vì năm ấy là năm xây thành Bát Quái và lập Gia Định Kinh. Nhưng theo các nhà nghiên cứu lịch sử, Sài Gòn đã là thành phố từ khi Nguyễn Cửu Đàm xây Lụy Ban Bích năm 1772. Vì khi ấy, phố xá, thương cảng đã được bảo vệ bởi một thành vách dài 15 dặm. Lụy Ban Bích đã đặt nền móng cho việc xây dựng thành phố Sài Gòn hiện đại sau này. Bằng chứng là đến năm 1862, người Pháp đã vẽ dự án quy hoạch thành phố Sài Gòn cho 500.000 dân, cũng lấy Lụy Ban Bích làm địa giới. Vì vậy, người ta coi Nguyễn Cửu Đàm là người có tầm nhìn xa, hiểu rộng, nhà quy hoạch đầu tiên của thành phố Sài Gòn. Theo sử liệu, vào năm 1777, Nguyễn Cửu Đàm chết trong chiến dịch Ký Giang cùng với Nguyễn Cửu Tuấn, nhưng chưa rõ giao chiến với ai. Do nhiều công lao, năm 1810, Nguyễn Cửu Đàm được vua Gia Long cho thờ ở miếu Trung Tiết Công Thần tại Huế.